Thưa quý vị, ngay sau đây là cái tin vắn về an ninh trật tự. Thông tin tiếp theo về vụ nữ sinh tự tử vì clip nhạy cảm bị phát tán. Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Tấn Lộc, 22 tuổi, ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em và hành vi phát tán clip nhạy cảm lên mạng Internet. Trước đó, theo thông tin điều tra, đối tượng Lộc có quan hệ tình cảm với nữ sinh 15 tuổi ở cùng xã. Khi bị đề nghị chấm dứt tình cảm, Lộc đã không đồng ý và đăng tải clip nhạy cảm của nữ sinh này lên mạng xã hội. Khi nữ sinh phát hiện ra hình ảnh của mình bị lan truyền trên mạng thì đã uống thuốc sâu tự tử. Dù được gia đình phát hiện ngay sau đó, nhưng do ngộ độc nặng nên em đã không qua.